Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của gia đình mình Bnam Family. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món cơm cháy siêu giòn rụm, làm từ khuôn đổ bánh khọt nhé. Công thức thì cũng rất là dễ thôi. Bây giờ mình sẽ cùng chuẩn bị nguyên vật liệu nhé. Nguyên liệu ngày hôm nay là gồm có trà bông, trứng muối, lạp xưởng và cơm nguội, hành lá, khuôn đổ bánh khọt. Ngoài ra là các bạn có thể kiếm thêm món tép khô nữa. Các bạn sẽ múc cơm từng muỗng cho vào những cái khuôn nhỏ của bánh khọt, sau đó các bạn ép xuống, ép thật là chặt xuống. Sau đó là chỉ cần để những cái nguyên vật liệu, ví dụ như lạp xưởng, trà bông, trứng muối và hành lá lên trên. Thì trong khoảng thời gian mà mình để cho cơm nó được chín giòn thì mình cứ đổ thêm một ít hoặc là phết thêm một ít dầu ăn lên trên từng cái khuôn nhỏ đó, rồi mình cứ ép như vậy. Thật sự món này làm thì rất là dễ, tuy nhiên là các bạn cũng phải có sự kiên nhẫn giống như là các bạn đổ bánh xèo hoặc là đổ bánh khọt. Tại vì mình phải chỉnh lửa thật nhỏ, sau đó là mình phải canh cái độ lửa đến khi nào mình nên chỉnh lửa lớn hơn một chút xíu để cho cơm cháy được giòn. Nếu bạn chỉnh lửa lớn quá thì cơm sẽ bị khét, nhưng mà nếu mà mình chỉnh lửa nhỏ quá thì nó vẫn không đạt được cái độ giòn của cái món cơm cháy này. Trong khoảng thời gian đó thì các bạn vẫn phải phết dầu, mình chỉ dùng cái tay phết ít ít như vậy thôi, hoặc là mình nhiễu một vài cái muỗng dầu xuống từng cái khuôn nhỏ đó để cho cơm cháy được giòn. Các bạn đừng ngại là khi mà mình phết dầu thì sẽ rất là nhiều dầu mỡ, tại vì mình muốn làm món cơm cháy này thật giòn thì mình phải phết dầu và cái cơm sẽ hút cái dầu vào khiến cho nó được giòn rụm hơn. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause I sau đó cả gia đình mình cùng ra ngoài vườn để mà hái cam thôi. Cali có vài ngày mưa cho nên cây cam của mình rất xinh xuê và tươi tốt. Mới làm xong rồi nè mẹ. Mới làm xong thấy hai tên này đang ở ngoài đây. Đang làm gì đó em? Hái cam gì mà nhiều vậy, đem thùng đá ra đây làm chi đây? Ôi trời ơi. Chứa phải chứa bằng thùng đá vậy đó hả? Wow. Quá nhiều ha. À. Cắt mấy chiếc cao kìa. Ok, chuyển chỗ đi. Lát nữa bà lên bà hái hết mấy cái cao cho. Mấy cái trên này nè. Wow. Đã đời rồi. Lủng lẳng còn hơn là cây cây Giáng sinh nữa. Kinh thiệt. Đó, đây nè. Đây nè coi nè. Đó, hai mẹ con nó hái nè coi nè. Đây nè bàn tay mình nè, đó, một trái cỡ khoảng bàn tay mà nó đầy thùng luôn nè. Trời. Dễ sợ thiệt. Trời ơi. Hái quá trời luôn. Rồi bây giờ chuyển sang tới chồng mình. Tới chồng mình hái. Tại vì những cái trái trên kia cao quá, đứng lên hái không tới, nhiều lắm. Nó rụng quá trời.
À, hái được nguyên một cái thùng mà để đá luôn. Lát nữa mình sẽ share ra cho hàng xóm. Bé nó thích lắm. Ồ, quá trời luôn. Con bé mình thích lắm, mỗi lần thấy cây em rớt xuống là nó chạy tới nó lụm cho ba nó. Yeah, xong rồi hả ba? Giống như là đem chiến tích về. Đó, đem kiếm đất về nè. Wow, Đó, khủng khiếp. Thành quả chiều nay của gia đình mình, nguyên một thùng cam rất là nhiều luôn. Sau đó mình đem vắt nước cam chung với mật ong và một lát gừng để uống cho có sức khỏe. Nếu các bạn yêu thích kênh vlog của gia đình mình, xin hãy subscribe và bấm like cho kênh của gia đình mình nhé. BN Family. Bye, hẹn gặp lại.